Xin chào bạn, trong quay trở lại kênh Vườn Thì Tính. Video này thực sự bạn là khách tắt cái dấu Talkback cái tụi mà nói trên màn hình ấy. Các bạn ấn vào đâu nó màu xanh, nó sẽ nói nhé, mà không thể vụt qua vụt lại được bình thường. Mà vô tình bật lên mà không biết cách tắt thì làm sao? Ta sử dụng hai ngón để vụt qua lại và chọn vào như này, sau đó kích đúp mới được nhé. Để tắt đi, đầu tiên ta sẽ vào cài đặt, kích đúp hai ngón này, kéo xuống, cài đặt bổ sung, chọn vào đã nhé, kích đúp, hỗ trợ tiếp cận, chọn, kích đúp, thị giác này, kích đúp, tóc bạch này, chọn vào, kích đúp, đây, khả năng truy cập, chọn vào, kích đúp, chọn vào dừng này, kích đúp, xong. Bây giờ các bạn có thể vuốt qua lại bình thường mà nó mất trên giọng nói rồi. Đấy, cái này chức năng đấy dành cho người khiếm thị. Và vừa rồi mình vừa giới bạn là cách tắt chế độ Talkback trên con máy Xiaomi Redmi 9C. Đấy, chúc các bạn thành công. Quan nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Chào bạn.